Hai mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về mình sẽ lắp đặt cái ống nước của chậu rửa chén nha cả nhà. Và sẽ khoan lỗ và sẽ lắp dụng cụ này nha cả nhà. Cái dụng cụ này thì bình thường này thì mình lắp hết nha. Hôm nay mình không có lắp hết cái bộ phận này nha, mình chỉ lắp một khúc thôi. Còn một khúc kia để mình lắp ống bình minh đó. Để cho nó chảy cho nó thông nha cả nhà. Chứ ống này thường thường mấy cái này nó một thời gian á sẽ nó giòn. Nó giòn nó sẽ xì nước. Nó xì nước rồi cũng phải kêu thợ lại làm. Hôm nay là mình là chia sẻ cái này là không bao giờ nha. Mà kêu thợ lại sửa nó nha cả nhà. Mình chỉ lấy một khúc thôi. Rồi, để mời cả nhà xem mình làm nha. Rồi, cả nhà xem cái video của mình á mà chia sẻ thấy có hay, hữu ích. Mong cả nhà xem và ủng hộ mình cho mình một like nha cả nhà. Nó có hai cái lỗ này với cái lỗ bên đây. Bây giờ mình sẽ lắp hai cái này vô nha cả nhà. Cái nước nó chảy xuống nó có hơi được nó thoát xuống cho nó mau nha cả nhà. Nó nằm vô trong cái chẻ này nè. Đó. Rồi mình sẽ dặn ống chích dục. Đây là một cái chống hôi nha, thiết bị chống hôi. Có miếng gòn luôn. Cái thiết bị này là mình phải cần xài tới nha. Còn như mấy cái ống này thì cái nào mình lấy được, lấy không được mình bỏ, mình xài cái khác nha.
Mình một chút nữa mình sẽ gỡ khúc này ra, mình không xài khúc này nữa nha. Cái khúc này nè, thường thường á là mình rửa đồ ăn á, đóng giọng ở tới đây cái nó lâu ngày bị nghẹt cái chỗ này, tại vì nó thòng xuống này rồi nó qua đây. Thì mình ở quê mình thì đây thì nước xả ra ngoài nó đi xuống dưới hầm ra sông luôn. Còn này là cái ống này dễ hư lắm, nữa cái nó đứt cái trong này, đứt mấy ngắn rồi nè, như ống hơi mình để được nè. Rồi ống này thì dụng cụ giờ đi mua cũng khó khăn á, mua mấy cái lơi cái cò cũng hơi khó. Thì cái nào mình xài được mình cứ xài. Sẽ gỡ cái này ra, không sử dụng nữa. Lấy cái cò này nhắm ở đây. Đó. Rồi. Cái này mình mới vừa chặt bỏ rồi cả nhà. Đó, ống này không xài nữa. Rồi tới cái này luôn. Cái này là mình cắt ngang đây bỏ luôn nha.
Hơi lỏng ra cả nhà, mình phải lấy con keo mình quấn vô nè, là nó sẽ kín lại liền, không cần dán keo mình lên nha cả nhà. Rồi mình đã gắn cái đường thoát nước của cái chậu rửa chén cả nhà, hai bồn nè, là mình đi như thế này nha. Mấy cái này là mình bỏ hết nha cả nhà, không xài đó. Nhưng mình phải mua một cái bộ như chậu rửa chén thì nó có nguyên một cái bộ như vậy, thì cái này thì nó xài thiên thu rồi nè, không bao giờ hư rồi nè. Nhưng mà không biết cái này nó có hư nữa hay không thì mình chưa thấy nó hư bao giờ. Nhưng mà cũng dễ lắm, hư thì mình ra tiệm thì mình mua cái bộ rửa chén của cái chậu rửa chén mà hai bồn như vậy nè, thì người ta bán cho mình một cái bộ như vậy, về mình gắn y gan vậy.
suôn sẻ, là không bao giờ mà có bị đóng bẩn gì vô trong cái đường ống này hết trơn nha nha. Đó. Thì ở đây thì giống nước được mình xài lên. Trên này đó mình lắp đặt cái này vô ngang cả nhà. Lắp cũng đơn giản, không có gì khó nha. Gắn vô vậy là xong thôi. Rồi mình đã lắp đặt xong bên đây cả nhà. Như cái đường ống dẫn xuống thì thiếu chợ chủ nhà người ta đi mua rồi mình lắp vô sau. Đó. Các bạn thấy có hay hữu ích thì cho mình một like nha cả nhà. Rồi. Rồi mình cũng hẹn lại cả nhà trong clip tiếp theo nha. Rồi, chúc cho cả nhà một cái clip xem vui vẻ và thú vị, hữu ích. Rồi, hẹn gặp lại nha. Bye bye.